hãy nhảy một điệu sexy và nói một lời yêu thương anh nhớ nhất đã dành cho em. Và... sợ không nhớ. Vì thật sự em với vợ em thì em nói nhiều câu lắm, nhưng mà cái câu mà em luôn luôn nói với vợ em là anh yêu em nhiều lắm. Ừ, dạ. Nói những câu cũng thông thường. Dạ, dạ thông thường thôi. Đúng không? Nói rồi nhảy rồi mà cũng bị đánh nữa. Không nói em câu phải nói thường. Cái câu mà thường xuyên em nhận được nhiều nhất mà từ miệng của chồng em đó là em ơi, anh hết tiền rồi. Em ơi, anh hết tiền rồi. Đang có một cái thử thách này. Anh muốn là các em sẽ đóng vai là một người đi phỏng vấn người kia. Tất nhiên là chương trình sẽ chuẩn bị cho những câu hỏi. Ai mà trả lời mà thấy là không đúng thì được bị phạt có cái vào đầu. Đây đó tôi. Có búa to 1.000 tấn này, nặng lắm. Áp lực quá. Lady first đi nhỉ? Lady first. Là Diễm trả lời trước hay là Diễm hỏi trước nào? Thôi em hỏi trước đi anh. À, bây giờ Diễm hỏi trước nhá. Coi như là một cái show đàng hoàng. Dạ. Bây giờ coi là Diễm show và Thành show. Hôm nay anh là người đứng ở giữa thôi. Phục vụ cái việc là này. À, nha. Có lẽ là mời hai em đứng ra đây đi, anh đứng giữa. Bây giờ đề nghị này ban giám khảo nhá. Mình thấy là khách mời bọn em công minh lắm. Người mà trả lời mà chưa chân thành hoặc là nói nó chưa đúng, đúng rồi, thật đúng thì báo tôi để tôi. Ok. Bây giờ em phải hỏi đúng những câu hỏi này. Ê cha, căng à. Chưa có hỏi gì mà la căng trước rồi. Rồi hỏi đi. Chấp nhận thương đau rồi. Xin chào đón quý vị đến với Diễm Show. Có những câu chuyện xưa như Diễm rồi, nhưng ngày hôm nay chắc chắn sẽ là những điều rất mới mẻ. Đề nghị bạn diễn viên Lương Thái Thành trả lời những câu hỏi sau đây. Trong số những diễn viên nữ mà anh Thành đã hôn, tôi xong rồi. Ngoài em ra, anh thích hôn ai nhất? Tôi xong rồi. Cái này có quyền trợ giúp không anh? Trả lời. Trả lời. Có quyền trợ giúp không? Wow. Trừ Thúy Diễm ra, những nụ hôn đó thì nó như nhau hết. Thiệt, cái này nói thiệt á, những nụ hôn nó như nhau hết. Như nào? Dạ, nó là nụ hôn trên phim, nụ hôn công việc. Bây giờ anh muốn sao giờ thôi em chỉ bị đánh à, anh nói thật nhá, anh mà như em mà câu hỏi vừa rồi mà anh bị thế này cơ. Ôi trời, tôi chết. Đấy, anh tự xử luôn, đập luôn, đập nhiều cái vào đầu cơ chứ phải là một cái. Dạ đúng rồi, căng quá chương trình, làm sao mà trả lời khác được đúng không? Vậy rốt cuộc là câu trả lời là cứ như là chưa trả lời. Rồi tiếp tục. Câu số 2. Mấy câu lần? Chị trật tự im lặng nè. Khi chỉ còn riêng hai đứa, điều gì ở em khiến anh khó chịu nhất? Chả có gì. Búa đi anh ơi, lẹ anh ơi. Trộn nhanh. Câu thứ 3. Nếu em biến mất một ngày, anh sẽ làm gì? Ôi nhiều việc lắm, nhiều việc lắm. Em chưa hết trả lời. Ôi trời ơi. Nếu như em biến mất một ngày, anh ơi thiệt. Buồn lắm. Bây giờ nhá. Nói dối. Riêng búa này không phải vào đầu. Chia cái mồm ra đây. Em chịu hết anh à. Giỏi hoài vậy trời. Hãy nhảy một điệu sexy và nói một lời yêu thương anh nhớ nhất đã dành cho em. Và... sợ không nhớ. Đó. Ủa, sexy thế. Được cùng em về phương miền Bắc, mình sẽ sớm những ngày em còn nắng. Dưới bóng dừa là lời từ sẽ nói yêu anh, anh sẽ nói lời yêu lâu mất trong lòng.
Rồi. Yeah. Ok, nhảy thì ok, nhảy sexy rồi. Nhưng mà chưa nói câu nào cả. Bây giờ nói câu nào? Cùng nghe cùng biệt vắng đó. Biệt vắng đó. Không, tại vì thật sự em với vợ em thì em nói nhiều câu lắm, nhưng mà cái câu mà em luôn luôn nói với vợ em là anh yêu em nhiều lắm. Dạ. Nói những câu cũng thông thường. Dạ, dạ thông thường thôi. Đúng không? Nói rồi nhảy rồi mà cũng bị đánh nữa. Không nói em câu phản đối. Cái câu mà thường xuyên em nhận được nhiều nhất mà từ miệng của chồng em đó là em ơi anh hết tiền rồi. Em ơi anh hết tiền rồi. Có cần phải bán đứng tại đây không? Mỗi khi đi đâu đó là em ơi anh hết tiền rồi. Câu này mới đúng. Đó là câu đó là câu thường xuyên nhận nhất. Đấy là thật. Thế thì anh nhận búa cho em. Hết rồi, chưa? Hết rồi. Tới em anh, tới em. Tới em.